chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay trang trại Tín Tài là cắt được cặp nhung. Cặp nhung này là 9,6 lạng. Cặp nhung này rất là chất lượng mọi người nhé. Thì cắt xong thì trang trại Tín Tài có bịt lại đầu cắt và báo cho anh Hoàng ở Biên Hòa Đồng Nai. Thì anh Hoàng có nhờ trang trại là làm cặp nhung này ngâm với mật ong. Đấy, thì Tài sẽ quay lại cái quá trình mà Tài sẽ làm chế biến cặp nhung này ngâm mật ong để cho mọi người hiểu rõ hơn về cái sản phẩm. Và cái cặp nhung này thì trang trại chúng ta là nuôi là 1 năm nhé mọi người, 1 năm thì mới được một cặp như thế này ấy. Từ lúc mà nó bật nắp đến lúc cắt là 45 ngày, đảm bảo là cái chất lượng tốt nhất. Đấy, thì anh Hoàng là nhờ trang trại là làm ngâm kèm với 0,5kg nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 6 củ 1 cân. Thì đây là 3 củ tức là nửa cân, anh nhờ trang trại làm ngâm nửa cân nhé. Đấy, và kèm với 5 lít mật ong mọi người ạ. Tài sẽ tiến hành Tài làm ngâm làm lông cái cặp nhung này trước. Thì cũng rất nhiều những video Tài có làm quay trước đây là cách làm rồi. Tuy nhiên là mỗi một cặp nhung là mỗi một vị khách khác nhau, Tài cũng muốn làm lại quay lại cái quá trình này để gửi cho anh Hoàng, để cho anh yên tâm hơn về cái sản phẩm. Anh Hoàng là anh mua cái cặp nhung này ấy, để anh tặng người thân. Vì vậy nên là cái món quà này là nó rất là ý nghĩa, nên là cũng muốn là gửi cho anh để anh yên tâm. Đây là cồn mọi người nhé. Thì Tài sẽ dùng cái bếp cồn để Tài làm lông cặp nhung này. Tắt cái quạt trần đi. Khi mà cắt xong ấy thì trang trại chúng ta có bịt cái vết cắt này lại để cho nó không bị chảy huyết, nó đỡ bị chảy huyết ra ngoài. Và lúc làm thì nó thất thoát thì không thể tránh được, nhưng mà mình sẽ hạn chế tối đa cái việc mà cái huyết nó chảy ra ngoài. Cái lớp lông ở bên ngoài đấy thì sẽ là hơ một xíu, tức là nó vừa hết thôi, chúng ta không nên hơ kỹ quá. Nhà mà mọi người nếu mà có bếp ga thì mọi người có thể hơ qua lửa bếp ga cũng được. Chúng ta có thời gian thì chúng ta ngồi cạo, tuy nhiên là dùng cái dao kem cạo ấy, nó rất là lâu, nên là cái việc mà hơ như thế này nó sẽ nhanh hơn và nó cũng kỹ hơn. Có nhiều phương pháp như mọi người sử dụng là mọi người dùng nước nóng, sau đấy là mọi người cạo. Thì mỗi nơi sẽ có mọi phương pháp, và Tài thấy cái phương pháp này là tối ưu nhất, nên Tài thường là sử dụng phương pháp này. Rồi cho nó trụi hết lớp lông bên ngoài đi, sau đó chúng ta còn tiến hành chúng ta rửa sạch nữa.
đây nhé mọi người, đây là cặp nhung 9,6 lạng và 0,5 kg nhân sâm tươi. Sau khi trang trại Tín Tài đã sắt lát và xây nhỏ thì mọi người nhìn nhé, tức là cái khi mà xây nhỏ ấy, thì Tài có cho một ít mật ong vào nên cái màu nó sẽ bị sẫm đi, còn nếu một phần nào không cho mật ong thì nó sẽ tươi tươi màu đỏ như này. Thì Tài nhắc lại cái cặp nhung Tài đang làm ngày hôm nay là cặp nhung 9,6 lạng gửi đi Biên Hòa, Đồng Nai cho anh Hoàng. Thì anh Hoàng là mua cặp này để anh nhờ trang trại là làm ngâm sắt lát và xay nhỏ ngâm mật với 5 lít mật ong luôn để anh biếu bố mẹ. Đấy, thì cái món quà này rất là ý nghĩa, nếu mà chúng ta làm cái món quà này tặng người thân, ông bà bố mẹ thì cái này nó rất là có ý nghĩa cho sức khỏe, nó giúp cho ông bà bố mẹ chúng ta là có thể là khỏe, rất là khỏe và tăng cái sức đề kháng theo những năm tháng về sau. Cái nu hiêu này đặc biệt là bên đông y là nó là vào cái top 1 để bồi bổ mọi người nhé. Thì quá trình làm ấy, Tài bản thân Tài là muốn quay lại để gửi cho anh Hoàng xem thôi, đồng thời là cũng để cho mọi người biết được cách chúng ta làm ngâm nào. Thì đa phần đối với nu hiêu này thì trang trại làm là trang trại chỉ sắt lát thôi đấy, tuy nhiên anh Hoàng anh yêu cầu xây để hơi mất nhiều thời gian một chút, tuy nhiên là lúc dùng thì nó cũng sẽ dễ hơn. Nên ở nhà mà mọi người có cái máy xay sinh tố thì mọi người có thể là chúng ta là dùng cái máy xay để xay như Tài vừa làm đấy, thì ngâm mật ong thì chúng ta cũng dễ dùng hơn. Thì cái video này cũng là để cho mọi người biết được cái cách làm. Và anh Hoàng thì lần đầu tiên anh đặt sản phẩm của trang trại, tuy nhiên là anh cũng tin tưởng và anh chuyển khoản hết trước nhờ trang trại làm. Thì đối với cái sản phẩm nhung hiêu thì Tài cũng nói luôn là trang trại Tín Tài chủ yếu là cung cấp nhung tươi nguyên cọc để bởi về mọi người, hướng dẫn mọi người tự tay mọi người làm. Nên là trên cái kênh YouTube này của trang trại chủ yếu Tài hướng dẫn cái cách làm rất là nhiều mọi người nhé, để hướng dẫn để cho mọi người là tạo điều kiện là mọi người là tự biết mọi người làm ở nhà, và cái này là trang trại ưu tiên. Còn khi mà nhờ làm như này là trang trại là làm giúp thôi, sẽ không lấy chi phí, không lấy công. Và mọi người cũng yên tâm một cái là khi trang trại làm như thế này ấy, trang trại cũng sẽ làm đúng với cái tâm của mình, làm rất là cẩn thận và tuyệt đối không có vấn đề là gì xấu xảy ra nhé. Tại vì cái sản phẩm sức khỏe này ấy, là sản phẩm trang trại phát triển từ cái chữ tín và đúng cái tâm của mình. Thì đối với sản phẩm này thì kể cả mà khi làm cho khách hiện tại còn nói vui ấy, khi mà làm cho mình ăn thì mình làm qua loa cũng được, nhưng mà làm chút cho khách ấy thì phải làm chi li và cực kỳ cẩn thận từng khâu. Đấy, tại vì không may nó có một cái gì đấy xảy ra, chẳng hạn nó ngoài ý muốn thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái uy tín, nhất là cái sản phẩm sức khỏe này. Nung hiêu này nó không phải một sản phẩm sức khỏe bình thường, nó là một cái sản phẩm mà trang trại phát triển lâu dài từ xưa đến nay, phát triển là nhờ vào cái chất lượng, tức là người này dùng xong ấy thấy tốt và giới thiệu cho người khác, và cái thấy cái sự uy tín của trang trại và giới thiệu cho người thân. Đấy là cái sự phát triển lâu dài của trang trại từ trước đến giờ, cũng như nhờ cái chữ tín và nhờ cái chất lượng như vậy nên trang trại Tín Tài bây giờ, nếu như mọi người mà về Nghệ An chẳng hạn mà hỏi đến trang trại Tín Tài hoặc là tìm hiểu về nhung hiêu mà chỉ cần hỏi qua thôi cũng sẽ là biết đến trang trại Tín Tài. Đấy, thì trang trại Tín Tài cũng là phát triển trên thị trường này rất là lâu rồi, mà không phải hiển nhiên tự nhiên mà lại tồn tại lâu được như vậy. Thì nhung hiêu tươi trang trại hiện tại là có vận chuyển toàn quốc mọi người nhé, về mọi người cứ cầm nguyên cặp như thế, mọi người tự làm sẽ rất yên tâm. Anh chị cô chú bác nào mà có nhu cầu mà sử dụng ấy thì hãy để lại số điện thoại ở bên dưới video này, hoặc hãy liên hệ với trang trại qua hai số điện thoại là 0966 592 159 hoặc là 0903 291 899. Thì cả hai cái số điện thoại này trang trại Tín Tài đều có sử dụng Zalo, nên là mọi người cứ add Zalo lại để trang trại được tư vấn kỹ hơn. Nếu như mà chúng ta chưa có nhu cầu mua nhung hiêu luôn ấy thì cứ add Zalo vào đấy, để có một ngày nào đấy ví dụ như cơ thể mệt chúng ta hoặc là chúng ta quan tâm đến sức khỏe thì chúng ta sẽ search Zalo và tìm trang trại được dễ hơn. Chứ mọi người chưa có nhu cầu cũng đừng vội lướt qua video này nhé, mà chúng ta cứ add Zalo lại hoặc là đăng ký kênh của trang trại. Đây là Tài nói xong rồi, cái bước cuối cùng để hoàn thiện cái bình ngâm mật ong này thì Tài sẽ rót 5 lít mật ong. Thì Tài nói luôn thì đây là cái bình nhựa mà Tài làm ngâm tạm thời để vận chuyển về Biên Hòa, Đồng Nai cho anh Hoàng nó được an toàn về đến nơi.
Tại vì khi mà ngâm bình thủy tinh đi rất là dễ vỡ. Đấy, thì về đến nơi thì Tài sẽ nhờ anh là chuyển sang một cái bình thủy tinh khác. Thì Tài cũng đã tư vấn cho anh kỹ trước rồi. Tại vì khi vận chuyển đường dài, nếu mà chúng ta ngâm một bình thủy tinh thì rất là dễ vỡ. Thì cái bình nhựa này thì nó là cái nhựa cứng nên là ngâm mật ong thì nó cũng không vấn đề gì đâu. Nhưng mà khi mà ngâm lâu dài ấy, thì trang trại khuyên là mọi người là nên ngâm vào bình thủy tinh. Thì đây là chỉ là cái bình, bình này là 7 lít mọi người ạ. Thì trang trại làm ngâm tạm vào cho anh thôi. Thế về là anh phải chuyển sang bình thủy tinh. Và cái mật ong rừng, em quan sát cái mật ong rừng. Cái mật ong rừng này thì trang trại trực tiếp là thu mua từ các tổ và các anh em đi rừng nhé mọi người nhé. Mọi người nhìn cái nước này, nước rất là chất lượng luôn. Đấy, thì cái mật này thì cũng phải là trang trại cũng phải chắc chắn về chất lượng thì mới dám để ngâm với cái nhung hiêu này. Tại vì cái sản phẩm nhung hiêu nó không phải là sản phẩm bình thường, cái sản phẩm rất là giá trị. Cái nước mật ong mọi người cứ nhìn cái nước mật ong này mọi người biết cực kỳ chất lượng luôn. Nếu như mà anh chị cô chú bác nào mà sử dụng mật ong nuôi ấy, thì chúng ta nhìn xem cái nước mật ong rừng này là chúng ta thấy sự khác biệt luôn ạ. Cái mật ong thì khi mà ngâm nhung hiêu này, Tài lưu ý là mọi người ngâm cái mật ong càng mới càng tốt nhé. Thì đây là cái mật ong của mùa năm nay là lấy từ tháng 3, tháng 5 đấy. Ngâm cái mật ong mới thì nó sẽ giúp là giữ được cái nhung hiêu và lấy chất tốt hơn, nó tăng cái thời gian sử dụng lên. Còn một lít. Vậy là Tài đã hoàn thành xong cái bình ngâm này. Thì cái bước tiếp theo thì trang trại sẽ đóng cẩn thận bông khí và đóng hộp xốp để gửi về cho anh. Đấy, thì cũng tiện trong video này thì chủ yếu là Tài cũng sẽ gửi video này để cho anh Hoàng anh xem trực tiếp cái quá trình Tài làm từ đầu đến cuối để anh tặng cái món quà cho bố mẹ, tuy rằng ý nghĩa nhưng anh cũng sẽ an tâm hơn. Thì cũng cảm ơn anh đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của trang trại. Thì video trang trại làm đây thôi, cảm ơn mọi người đã được xem. Và để ủng hộ trang trại thì mọi người hãy ấn vào nút đăng ký kênh ở video ở bên góc bên phải bên dưới màn hình để theo dõi những video mới nhất. Và hãy like, chia sẻ video để bạn bè hay người thân biết được đến cái sản phẩm này, cũng là một cái hành động để ủng hộ trang trại phát triển hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn.